Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Trường Winner. Các bạn dạo này thế nào? Công việc các bạn có tốt không? Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái dự án mới. Đó. Thì các bạn 100% là thành công. Các bạn có thể nhận được $200, khoảng $200 tương ứng với 2.000 đồng token CIN SIN. Đó. Từ sàn giao dịch Coinbit của Ấn Độ. Đó. Thì cái dự án này thì nó cũng mới ra đời thôi. Và cái airdrop này thì hiện tại đang là cái airdrop đang khá là lớn, là cái chiến dịch airdrop khá lớn từ sàn giao dịch. Đấy. Thì các bạn hãy tranh thủ nhá. Thì với sàn Coinbit ấy thì nó cũng đã quá là nổi tiếng rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì Coinbit đã quay trở lại và phát triển một cái sàn ở trên cho cái thị trường của Ấn Độ. Đấy. Thì chúng ta có thể là tìm hiểu thêm về cái sàn giao dịch này. Đấy. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web của mình, đấy là chiến binh mmo.com, để các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm về cái cách làm thế nào để hướng dẫn làm thế nào để chúng ta có thể nhận được $200 miễn phí từ cái sàn giao dịch này thông qua cái chương trình airdrop. Rồi thì mình cũng nói qua thôi là về cái sàn giao dịch này thì khi được thành lập ở Ấn Độ ấy thì nó sẽ có thêm những cái nhiệm vụ và những cái tính năng mới đó. Nhiều cái tính năng mới và hy vọng rằng là cái sàn giao dịch này cũng sẽ là một trong những cái sàn giao dịch lớn và uy tín, được rất nhiều những cái người tham gia vào thị trường crypto để đón nhận và tham gia vào giao dịch. Thì ở trên cái trang chủ của Coinbit Ấn Độ ấy thì họ cũng có nói về một chút về những cái dự án này, đúng không ạ? Thì các bạn có thể vào đây để tham khảo nhé. Đó thì cái dự án này nó chủ yếu là phục vụ cho cái thị trường của Ấn Độ. Và sau đó thì nó sẽ có cái nhiều cái tham vọng để vươn ra trên toàn thế giới. Thì với cái lợi thế từ cái sự nổi tiếng của cái sàn Coinbit thì cái dự án này nó cũng sẽ hy vọng là nhanh chóng là lan tỏa và đi sâu vào rộng rãi hơn vào cái thị trường crypto. Thì về cái lộ trình của cái sàn này á thì chúng ta sẽ xem nhá, xem là cái các bạn có thể vào cái hạng mục mã thông báo này. Đây là mình đã dịch sang tiếng Việt rồi nhá. Thì trong cái lộ trình của sàn này á, thì cái sàn này cũng chỉ bắt đầu từ quý 3 năm 2020. Quý 3 năm 2020 và hiện tại thì theo mình theo dõi á, mình tìm hiểu á, thì cái sàn giao dịch này thì nó hiện tại là chúng ta đang ở quý 1, chúng ta đang ở đây là chúng ta đang thực hiện đang được nhận cái chương trình token đó. Token CIN thì hiện tại là chúng ta đang ở đây là quý 1 năm 2021. Thế thì đến quý 1, trong quý 1 này thì sẽ có thêm sự phát triển thêm về những cái nền tảng của NFT. NFT là cái nền tảng là gì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi sẽ được niêm yết ở trên các cái sàn giao dịch lớn, trên cái marketplace vào quý 2. Được chưa ạ? Tiếp theo là những cái dự án khác, và trong đấy có cả những cái dự án về DeFi, tài chính phi tập trung. Ở đây thì rồi đây có cả ngân hàng crypto nữa này. Đấy, và phát triển thành stablecoin cũng có luôn. Thì theo những cái lộ trình này thì mình thấy rằng ở trên cái sàn giao dịch này sẽ có rất là nhiều những cái hệ sinh thái họ sẽ thành lập
và họ sẽ tạo ra rất nhiều những hệ sinh thái. Thì cái đồng CIN ấy, cái đồng SIN này này, nó sẽ là một trong cái đồng đồng token chính để nó phục vụ cho cái hệ sinh thái này. Đó. Phục vụ cho cái hệ sinh thái này và có rất nhiều những cái ứng dụng, những cái công nghệ mà nó đang là cái trend hot ở trên thế giới hiện nay. Đó thì cái sàn này với cái lộ trình này thì mình tin tưởng rằng là cái sự phát triển của nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Đó. Thì ở trong cái bài viết của mình thì mình cũng có nói về cái những cái đặc điểm đặc của cái sàn là Coinbase Ấn Độ này. Đó, mình cũng đã có nói rất là cụ thể ở đây, thì các bạn có thể là truy cập vào cái trang web của mình ạ, và các bạn có thể tìm hiểu và đọc thêm được chưa. Thì cái mục đích chính của video ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn và giới thiệu với các bạn cách làm thế nào để chúng ta nhận được 2.000 đồng SIN, đồng CIN, tương ứng với 200 đô la từ cái sàn Coinbase của Ấn Độ. Đó. Thì cái cách chúng ta đăng ký cái sàn này là đầu tiên thì chúng ta truy cập vào trang và trang web, và chúng ta có thể là kích vào cái chữ là sign up. Chúng ta điền hết tất cả những cái thông tin, điền password, confirm password, rồi ấn vào I agree, tức là tôi chấp nhận những cái điều khoản và cái chính sách về bảo mật, và chúng ta kích vào register. Sau khi mà thực hiện xong bước này rồi thì chúng ta sẽ xác nhận cái địa chỉ email ở trong cái địa chỉ email chúng ta vừa mới đăng ký xong. Đó, chúng ta ấn vào confirm email. Rồi, sau khi chúng ta đã xác nhận địa chỉ email xong thì chúng ta qua cái bước thứ hai là xác minh cái tài khoản. Đó, xác minh danh tính hay là KYC đấy. Thì để nhận được 2.000 cái đồng token này thì các bạn bắt buộc phải KYC và phải được phê duyệt từ cái đội ngũ phê duyệt của sàn giao dịch. Thì ở cái bước này á, mình cũng xin nói trước với các bạn là cái việc xác nhận này có thể mất ở khoảng 1 đến 2 ngày tùy theo cái mức độ, hoặc là tùy theo cái tài liệu, những cái tài liệu mà các bạn gửi lên để trình lên là nó có đúng theo cái yêu cầu của cái sàn giao dịch hay không. Đó. Thực tế là cái tài khoản của mình đã mất khoảng 4 ngày bởi vì mình cứ xác minh đi xác minh lại, bởi vì cái giấy tờ của mình xác nhận thì nó không được đúng theo cái yêu cầu của họ, cho nên là mất cũng khá khá thời gian. Nên là mình cũng chia sẻ luôn ở trong cái bài viết này, mình cũng đã viết chi tiết. Đó, thì khi mà các bạn đã đăng ký xong đó, thì cái lưu ý các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhé, cái này rất đơn giản thôi. Thì cái lưu ý chính của mình ấy, chính là cái việc mà các bạn chụp cái ảnh này này. Cái đầu tiên là các bạn chụp một cái ảnh để xác minh, có thể bạn chọn cái tài liệu để xác minh đó là cái passport, hoặc là cái chứng minh thư nhân dân, hoặc là một cái bằng lái xe. Thì các bạn chọn một trong ba cái loại giấy tờ này tùy. Tuy nhiên thì khi mà chụp cái ảnh ấy thì các bạn hãy chụp làm sao mà nó không bị mất chữ, không bị nhòe hay là bị nghiêng. Làm thế nào để mà cái ảnh đó nó chất lượng nhất. Các bạn cũng để ý đến cái dung lượng. Nếu mà cái dung lượng của cái ảnh nó quá lớn thì các bạn hãy giảm cái dung lượng ấy xuống. Rồi, cái ảnh tiếp theo mà mình muốn nói là cái ảnh mà các bạn chụp selfie này. Các bạn chụp ảnh selfie này thì các bạn phải chụp đúng như cái hình của mình đang làm ở đây. Đó, bởi vì trước đó mình chụp không đúng cho nên là nó cũng không phê duyệt cho mình. Tài khoản của mình cũng không được phê duyệt. Thì các bạn có thể tham khảo cái hình ở trong cái trang web mà mình đã làm ở đây thì đảm bảo chắc chắn 100% thành công. Được chưa? Rồi. Sau khi mà các bạn đã post rồi là các bạn submit tất cả những cái giấy tờ liên quan thì các bạn sẽ được nhận cái thông báo là chờ phê duyệt. Sau khi chờ phê duyệt xong thì các bạn sẽ nhận được cái hồ sơ, và ở đây mình đã được xác minh nha các bạn nhé. Đó, cái này đã xác minh thành công. Rồi, thì các bạn muốn kiểm tra cái số tiền mà các bạn nhận được sau khi mà đã xác minh thành công thì các bạn nhìn đây. Đó, chúng ta có thể xác minh tại ở đây, tại ví tiền nhé. Thì mình đã nhận được 2.000
token này rồi. Đó, rất là uy tín. Ngay sau khi các bạn nhận được cái phê duyệt về cái tài khoản của các bạn thì ngay lập tức là các bạn nhận được 2.000 cái đồng SYN vào ví của các bạn ngay lập tức. Rồi, đây là cái cách đầu tiên để các bạn có thể nhận được 2.000 cái đồng token này. Thế thì còn một cách nữa là các bạn có thể giới thiệu với các bạn bè để có thể chúng ta có thể nhận thêm được cái những cái đồng token này. Thì các bạn có thể vào phần giới thiệu này, phần referral. Đó, thì ở đây mình sẽ quay trở ra và mình sẽ xem nhé. Thì ở đây họ có nói rằng là cái mã thông báo, tức là cái đồng CIN này này. Đó, nó là một cái mã thông báo tiện ích chỉ dành riêng cho cái hệ sinh thái của CoinSpeed thôi. Thì hiện tại thì cái đồng này nó chưa được list. Đó, nó chưa được list ở trên cái sàn, những cái sàn giao dịch hoặc là trên CoinMarketCap. Mình chưa thể giao dịch bằng cái đồng này được. Hiện tại nó đang chỉ là cái đồng token ở trên duy nhất ở cái sàn này thôi. Đó, chúng ta chưa thể giao dịch được. Tuy nhiên là cái lộ trình lúc nãy mình cũng đã chỉ rồi. Thì sau khi mà nó được list trên các sàn thì chúng ta có thể bán cái đồng này để chúng ta lấy tiền về nhé. Ở đây họ cũng có nói luôn này, đây là cái đồng tiền này sẽ được sự phục vụ ở trong những cái cho cái hệ sinh thái của CoinSpeed Ấn Độ. Đó, cái hệ sinh thái này thì nó có cả những cái nền tảng mà các bạn nhìn thấy đây, là có cả cái nền tảng về DeFi, NFT, DEX. Đó, rất là nhiều những cái tính năng mà đang là cái trend hot hiện tại. Thì cái đồng này thì nó chỉ được nhận được khi mà các bạn nhận làm cái chương trình airdrop thôi. Đó, hoặc là các bạn nhận được thông qua cái nhiệm vụ là các bạn giới thiệu thêm các bạn bè. Đó, thì nó chỉ, các bạn chỉ nhận được cái đồng này theo những cái cách như hiện tại mà mình vừa mới giới thiệu thôi. Và bạn chưa thể mua được bất kỳ ở đâu đâu. Nên là các bạn hãy tranh thủ và làm. Đó. Thực ra cái nhiệm vụ này nó rất là đơn giản. Thế thì cái chương trình giới thiệu của mình á, thì nó có 5 cấp độ. Đó, có 5 level. Thì ở đây các bạn nếu như ở level 1 các bạn giới thiệu được một người thì các bạn sẽ nhận được 1.000 token. Đấy, các bạn nhận được 1.000 token đối với mỗi một người nhé. Rồi, thì ở đây là, ở đây để mình dịch lại xem. Ở đây thì nó cho tối đa là 5 người ở cái level 1. 5 người ở level 1. Đó. Tức là tất cả những cái đồng CIN này các bạn chỉ nhận được khi mà những người bạn của các bạn giới thiệu phải KYC thành công. Đó. Tức là tài khoản của những người bạn mà bạn giới thiệu ấy phải được duyệt thành công. Đó, xác minh danh tính thành công thì các bạn mới nhận được tiền. Được chưa? Rồi, thì ở đây thì có 5 cấp độ. Cấp độ thứ 6 thì chúng ta không nhận được các bạn này. Đây không có cấp độ thứ 6 nhá. Chỉ đến 5 thôi. Được chưa? Thì với cấp độ 1 ấy, thì chúng ta được 5 người. Cấp độ 2 5 người. Cấp độ 3 là 4. Chúng ta nhìn vào cái bảng của họ đang miêu tả đây. Thì hiện tại thì để mình kiểm tra lại nhá. Kiểm tra lại. Vào phần giới thiệu này. Giới thiệu của tôi. Hiện tại là mình đã giới thiệu được một người. Đó. Thì cái số tiền mình nhận được sẽ là 1.000 CIN. Tuy nhiên thì hiện tại thì là mình chưa được nhận vào thẳng ví, bởi vì bạn này vẫn đang ở trong cái quá trình là đang được phê duyệt tài khoản. Đó. Ok. Rồi. Chúng ta thực hiện cái những cái nhiệm vụ này nó rất là đơn giản thôi. Thế còn làm thế nào để chúng ta có thể mời thêm được nhiều bạn bè thì các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn ở trên các cái trang mạng xã hội. Các bạn có nhiều bạn bè thì các bạn cứ giới thiệu. Được không ạ? Nếu bạn nào mà có những cái kênh YouTube có thể làm video hướng dẫn, các bạn sẽ có thêm được nhiều người và các bạn có thể nhận thêm được nhiều những cái đồng token CIN này.
Được chưa? Ok. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Các bạn có thể là đăng ký kênh, like, share video và sẽ ủng hộ mình để mình có thể ra được nhiều video tốt hơn nữa. Mình sẽ quay trở lại với những cái video tiếp theo, với những cái dự án tiếp theo. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.